Màu sắc trong marketing sẽ ảnh hưởng như thế nào? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing. Và video clip ngày hôm nay Tân sẽ chia sẻ cho các bạn về cái sự ảnh hưởng của màu sắc lên marketing như thế nào. Thì cái việc ảnh hưởng này nó sẽ quan trọng cho cái việc thiết kế logo, thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu cũng như là những cái banner, poster, rồi việc trang trí bàn ghế, trang trí quầy tính tiền hay là những cái khung hình, những cái background, tường hoặc là cái bên ngoài cửa hàng của các bạn để mang lại cái cảm giác đúng cho khách hàng theo ý mà các bạn mong muốn. Nếu giá trị video clip thứ hai thì đừng quên bấm like cũng như là subscribe để cái kênh ủng hộ cho Tân nhé. Ok, bây giờ Tân cùng các bạn sẽ đi vào cái nội dung chính của video clip này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến là màu đen trắng. Đây là cái màu sẽ mang đến cái sự hiện đại, đơn giản và vô cùng tinh tế, trẻ trung. Những người sử dụng cái màu đen trắng này nó sẽ mang cái sự mà đẳng cấp, quý phái, cái sự mà đơn giản nhưng mà nó thể hiện cái đẳng cấp, cái cao cấp, giống như bạn thấy trên logo của Apple, cái iPhone của bạn đang xài đấy. Tiếp theo đó chính là màu tím. Màu tím thể hiện được cái sự gắn kết của là cái sự sang trọng, sự quý tộc, và để dùng miêu tả cho những cái sự thông thái, rồi sức mạnh hay là duy tâm trong cái thương hiệu của các bạn đang muốn hướng tới. Tiếp nữa là màu cam. Màu cam là cái màu sắc thể hiện cho sự sôi nổi, say mê, nhiệt huyết, cũng mang màu sắc của vùng nhiệt đới mà nóng bỏng. Và cái màu cam theo cái nhìn nhận của Tân thì nó thường xuyên được sử dụng trong các cái chương trình mà sale off hay là giảm giá. Bạn sẽ thấy cái nền màu cam rất là nhiều. Tiếp theo đó chính là màu vàng. Màu vàng là thường gắn với những cái cảm xúc tích cực như là vui tươi, hạnh phúc, lạc quan, hoặc mang những cái sắc thái của là mùa hè. Cái mùa mà nóng nực thì nó cần những cái sự chói chang của ánh nắng và màu vàng rất là phù hợp với nó. Tiếp theo đó là màu xanh lá. Màu xanh lá là một màu của thiên nhiên và nó tượng trưng cho cây cỏ, nó tượng trưng cho cành lá xum xuê và phát triển. Nó gợi lên rất là nhiều cái cảm xúc kết nối với là môi trường, kết nối với thiên nhiên, kết nối với đất mẹ, kết nối với sự tự do. Màu sắc này liên quan đến sức khỏe, đến sự an toàn, đến sự tĩnh lặng, quyền lực và với thiên nhiên. Màu sắc này sẽ giúp cho khách hàng thư giãn, nhắm đến các cái vấn đề về môi trường, kích thích cái sự mà hài hòa trong não bộ và giúp bạn đưa ra những cái quyết định mà cân bằng cho cái cuộc sống của bạn một cách mà nó dễ dàng nhất. Tiếp theo đó chính là màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển là khuyến khích cái lòng trung thành và thu hút khách hàng. Sử dụng cái màu xanh nước biển này làm hình ảnh thương hiệu của bạn. Theo nghiên cứu thì khách hàng có khả năng quay lại thương hiệu sử dụng màu xanh nước biển hay còn gọi là màu xanh da trời trong bộ nhận diện thương hiệu cao hơn 15% so với các màu sắc bình thường. Ngoài cái lòng trung thành ra thì cái màu xanh nước biển cũng được sử dụng để thể hiện cái tính cách khác nhau, bao gồm là cái sự ổn định, sự bình ổn và sự đáng tin cậy. Tiếp nữa đó chính là màu đỏ. Màu đỏ là một cái màu sắc mà phổ biến nhất là trong cái việc mà làm marketing. Theo khoa học thị giác thì màu đỏ là cái màu sắc có tác động mạnh nhất đến mắt người. Màu sắc này mang lại cái cảm giác mạnh mẽ và được các cái công ty sử dụng để phản ánh những đặc điểm như là lòng dũng cảm, giàu động lực, sẵn sàng hành động và là niềm đam mê. Màu đỏ rất hiệu quả trong việc bán hàng vì nó gợi lên cái cảm giác cấp bách
và cũng gợi lên cái cảm giác thèm ăn. Do đó, các nhà hàng fast food như bạn thấy là KFC thường sử dụng màu đỏ trong những cái hình ảnh thương hiệu của mình. Ngoài ra, màu sắc này cũng liên quan tới cơ thể, làm tăng huyết áp và nhịp tim. Màu đỏ cũng gợi lên sự liên tưởng và sự giàu năng lượng, sôi nổi, sự nhiệt tình và lòng nhiệt thành. Nó khiến mọi người phải tương tác và rất quan trọng khi bạn muốn kêu gọi hành động hoặc thu hút sự chú ý. Ok, trên đây là những cái màu sắc liên quan tới marketing mà bạn cần biết mà Tân vừa chia sẻ cho các bạn. Thì nó không chỉ là cái logo thương hiệu, bộ nhận dạng thương hiệu, màu sắc trong cửa hàng, ngòm màu sắc bên ngoài cửa hàng, màu sắc trong những cái thiết kế hay là dụng cụ mà phục vụ cho khách hàng, mà nó còn ảnh hưởng tới là màu sắc trên website, màu sắc trên landing page, màu sắc trên những cái nút kêu gọi hành động. Rồi màu sắc ở trên cái banner các kiểu, con đà điểu. Ok ha, thì bạn sẽ hiểu được những cái màu nó có cái giá trị gì, nó có cái ảnh hưởng gì, nó có cái liên quan cảm xúc gì đối với khách hàng. Thì bạn sẽ sử dụng sao cho nó phù hợp và hiệu quả nhất trong cái việc làm marketing. Ok, nếu giá trị video clip thấy hay thì đừng quên bấm like video để ủng hộ cho Tân. Cùng với đó là hãy bấm subscribe, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những cái kiến thức chia sẻ giá trị trong marketing này dành cho tất cả các bạn, nhằm giúp các bạn làm marketing được tốt hơn. Và bạn có bất kỳ cái ý kiến nào liên quan tới màu sắc trong marketing thì hãy để lại comment bên dưới video để Tân được biết. Và bạn đang sử dụng màu sắc nào trong logo của công ty các bạn hay là bộ nhận dạng thương hiệu của bạn thì hãy comment bên dưới để chúng ta cùng trao đổi. Bạn thích nhất cái màu sắc nào trong những màu sắc này thì bạn cũng hãy comment bên dưới, hoặc bạn có một cái màu nào lạ hơn, khác hơn và nó đặc biệt hơn thì bạn hãy cho Tân biết bằng cách comment bên dưới video. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.